lập mẫu hoa. Cô có tiếng mới. Loa. 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 Phân tích tiếng loa cho cô. Loa. Tổ 1. Gồm có mấy phần, là những phần nào? Cô mời Linh. Hello cô. Tiếng loa có hai phần. Phần lâu lắm. Lò, phần gần là phần hoa. Cô mời Ngọc Anh. Hello cô. Tiếng loa có hai phần. Phần lâu lắm, lò, phần gần là phần hoa. Giỏi lắm. Vẽ mô hình tách tiếng thành hai phần. Đưa phần đầu lò đã biết vào mô hình. Làm tròn môi liên hoa, chúng ta được vần hoa. Cả lớp phân tích vần hoa. Một. Vần hoa gồm có mấy là những âm nào? Cô mời Linh. Vần hoa có mấy âm? Âm nào đứng trước, âm nào đứng sau? Cô mời bạn Duyên. Rồi. Vần oa có hai âm, âm o đứng trước, âm a đứng sau. Nên cô giáo sẽ chia đôi phần vần thành hai phần bằng nhau bằng một vạch dọc. Âm o đứng trước, chúng ta viết trước. Âm a đứng sau, chúng ta viết sau. O là âm đẹp, a là âm chính. Đưa vần hoa vào mô hình. Cô hướng dẫn chúng mình cách đọc trong mô hình. Loa, lò, hoa, loa. Cả lớp. Tổ 1. Tổ 2. Tổ 3. Rất tốt. Chỉ tay vào trong mô hình và đọc giúp cô. Nêu tên gọi các thành phần trong mô hình. Ngọc nào. Cô mời Ngọc Anh. Cô mời Cầm. Đúng rồi. Trong vần hoa, âm nào là âm đệm, âm nào là âm chính? Cô mời Ngọc.
và đó chính là kiểu vần chúng ta học ngày hôm nay. Vần có âm đệm và âm chính. Vần có âm đệm và âm chính. Vần có âm đệm và âm chính. Giỏi lắm. Thay phụ âm đầu L bằng các phụ âm đã học để tạo được tiếng mới. Bắt đầu. Em bắt đầu đi. Rất tốt. Cô mời bạn Tuấn Anh. Tốt. Tốt. Cô mời em. Cô mời em. Cả lớp. Cô lắm. Cô mời em. Cô thấy các bạn tìm tiếng rất là tốt. Cả lớp đọc giúp cô. Phân tích từng tiếng. Rồi. Đưa trở lại tiếng loa vào trong mô hình. Loa là tiếng cái gì? Nói. Em con. À đúng rồi. Thêm dấu thanh để tạo được tiếng mới. Như vậy là chúng mình đã tìm được rất là nhiều tiếng có dấu thanh. Cô mời cả lớp đọc. Đọc phân tích từng tiếng. Hợp được với mấy thanh. Cô mời Ngọc Anh. Em yêu cô, đúng là kiểu ghép với 6 thanh. Cô mời bạn Linh. Em yêu cô, kiểu đó là nó ghép được 6 dấu thanh ạ. Em nhắc lại, 6 thanh. 6 thanh ạ. À đúng rồi. Vậy thì dấu thanh đặt ở vị trí nào? Cô mời Cầm. Em yêu cô là ở trên hoặc dưới âm chính ạ. Rất là giỏi. Cô cảm ơn các bạn. Như vậy là việc 1 của chúng mình đã hết rồi. Cô giáo và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang việc 2. Cô mời bạn Ngọc Linh sẽ tổ chức cho chúng mình chơi một trò chơi nhé. Cô mời Ngọc Linh. Yeah.
Rồi, cô cảm ơn Ngọc Linh. Chúng mình chơi có vui không? Đã sẵn sàng vào việc 2 chưa? Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang việc 2. Cô hỏi, chúng mình vừa học vần gì? Cô mời Huy. Rồi, cô mời một bạn nhắc lại. Cô mời Ngọc Linh. Cả lớp phân tích vần hoa. Vần hoa gồm có mấy âm, là những âm nào? Cô mời Trinh. Giỏi lắm. Âm nào đứng trước, âm nào đứng sau? Cô mời Ngọc Anh. Rất tốt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách viết. Cô có chữ ghi vần hoa. Cô mời một bạn nhận xét độ cao và khoảng cách của chữ ghi vần hoa. Cô mời em. Cao 2 và độ rộng 1 mm. À, khoảng cách từ chữ O sang chữ A là một thân, nửa thân con chữ O. Cả lớp quan sát, cô giáo hướng dẫn chữ ghi vần hoa. Từ dưới đường kẻ ngang thứ 3, cô giáo đặt bút. Viết con chữ O. Từ điểm dừng bút của O, lia bút sang ngang. Viết A. Điểm dừng bút nằm ở đường kẻ ngang thứ 2, khoảng cách từ O sang A là một nửa thân con chữ O. Cả lớp viết oa. Dẫn chữ ghi tiếng hoa. Đặt bút từ đường kẻ ngang thứ 2. Cô giáo viết chữ hờ. Từ điểm dừng bút của chữ hờ, căn nối sang hoa. Dừng bút lại ở đường kẻ ngang thứ 2. Cả lớp đọc. Cô mời cả lớp viết. Cô thấy rất nhiều bạn viết đẹp, cô tuyên dương Ngọc Anh, Linh, Dương, rất giỏi. Wow. Lớp quan sát, cô giáo hướng dẫn chúng mình viết chữ ghi từ họa mi. Đặt bút từ đường kẻ ngang thứ 2, cô giáo viết hờ. Từ điểm dừng bút của hờ, cô nối sang oa. Dấu thanh đặt ở âm chính, cô giáo đặt ở âm A. Khoảng cách từ họa sang mi bằng một con chữ O. Dừng bút lại ở đường kẻ ngang thứ 2. Cả lớp đọc. Cô mời cả lớp viết.
cô mời em. Em mang bảng của mình lên đây. Chúng mình quan sát để nhận xét bài của bạn. Cô mời Ngọc Linh nhận xét bài của bạn. À đúng rồi, chúng mình thấy này, bạn viết chữ rất là đều và đẹp. Lần sau em lưu ý một chút khoảng cách từ họa sang mi nhé. Rồi, cô mời em về chỗ. Cô quan sát thấy tất cả chúng mình đã viết xong và cô giáo đã chấm được bài của một số bạn. Cô nhận xét bài của bạn Ngọc Anh, bạn Cầm, bạn Linh, bạn Ngân, bạn Dương. Rất là nhiều bạn đã được điểm 9, 10. Cô dành cho cả lớp một tràng pháo tay. Cô giáo hỏi, hôm nay chúng mình được học vần gì? Cô mời Long. Cô cảm ơn em. Vần hoa thuộc kiểu vần gì? Cô mời em. Vần hoa, âm trong vần hoa, âm nào là âm đệm, âm nào là âm chính? Cô mời Ngọc Ly. À và đúng, đấy chính là kiểu vần chúng ta học ngày hôm nay. Cô nhận xét trong tiết học này cô thấy rất là nhiều bạn tích cực sôi nổi học bài. Cô thưởng cho chúng mình một tràng pháo tay thật to.